Dạ em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em về cái máy mài Milwaukee, mã của nó là 2883 gạch 20. Cái body này nó có điều chỉnh cái qua cái wifi và định vị cái máy wifi và tắt mở wifi để cho anh em khỏi cho mượn ha. Rồi cái hàng này thì hàng Mỹ về, nó mới 100%. Thông số nó như sau, thông số nó là 125 đây ạ. Đá của nó là 125 nha anh em. Đây, tốc độ của nó là 8.500 vòng trên phút. Đây là cà trượt và coi 2880 là cà bóp ha. Cái này không có điều chỉnh cái on khay. Và em 2883 thì có điều chỉnh on khay, và 2888 thì nó có điều chỉnh tốc. Đây là 2888, 2880, 2880 và đây là 2883 có điều chỉnh on khay. Rồi thì Tùng sẽ khui ra và đỡ cho anh em xem cái máy ha. Ở đây là new 100%, có cái tay cầm chống rung. Anh em thấy đẹp thì nhớ like giúp em Tùng một like ha. Rồi anh em chưa đăng ký kênh thì cứ đăng ký kênh và đỡ xem những cái sản phẩm mới ha. Rồi cái này đá cắt này, cái này là đá mài này, nó chung lại là một, họ đang làm là một. Rồi nó là cái catalog full phụ kiện nha anh em. Rồi đây mình sẽ khui ra cái này. Em này nó có Arabic stop rồi, có điều chỉnh ở đây. Thì có phần mềm của cái app của Milwaukee nó điều chỉnh qua và nó định vị. Ok anh em, đây quá đẹp ha. Đây hàng Mỹ chứng nhận UL. Rồi tốc độ của nó là 8.500, đá của nó là 125. Nó có top top luôn. Rồi mình sẽ gửi đến anh em chạy máy ha. Rồi sáng xanh, khi mà sáng đỏ thì nó sẽ ngưng máy ha. Thắng lại, wow, thắng rất là mạnh ha. Rồi mình lấy ra luôn đi, nó có thắng khi mà mình thả ra nó thắng liền. Rồi những cái dòng máy mài như thế này nó là siêu tiết kiệm pin, và những anh em quan tâm thì liên hệ 0962232180. Và cái giá của cái em này thì là nó là 3.500.000 nha anh em. Đây nó là full em. Rồi cái cây này là 2883, đằng này giờ anh em xem. Và 2880 thì cò bóp này, mình gửi đến anh em luôn cho anh em xem. Rồi tiếp đến là cái cây mà 2888 này, nó là có điều chỉnh tốc này. Đấy. Đấy, rồi quá đã. Milwaukee 3 cây, thông số tốc độ như nhau. Đấy. Đấy, em Tùng cảm ơn anh em.